Câu chuyện vĩ nhân. Một thiên tài độc đáo. Ai cũng biết Leonardo da Vinci rất nổi tiếng bởi tài năng vẽ tuyệt đỉnh của mình. Nhưng ngoài tài vẽ ra, thì khả năng phát minh, thiết kế của ông cũng tuyệt vời không kém. Trong khi thời kỳ ấy, người ta chưa biết gì về các phương tiện hiện đại, thì Vinci đã tự mình phát thảo ra thiết bị nhảy dù, máy bay, xe tăng và xe hơi, chiếc xe bọc thép, xe đạp, ròng rọc và cả máy đào hầm. Điều đặc biệt là Vinci đã vẽ ra bản đồ châu Âu mà cho đến bây giờ các nhà khoa học mới xác nhận đó là tấm bản đồ với góc nhìn từ trên cao. Ngạc nhiên hơn là các chi tiết và kích thước trong bản đồ chính xác đến kinh ngạc. Các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc bởi thời của Vinci chưa có máy bay lẫn các dụng cụ đo lường hiện đại. Ngày nay, các phát minh của Vinci đều hiện thực quá được. Nhiều nhà khoa học đã thán phục ông, không chỉ là một họa sĩ tài ba, mà còn là một nhà phát minh biết nhìn xa trông rộng. Nhưng vào khoảng thời gian mà Vinci sinh sống, lại không một ai biết trân trọng những phát minh này. Hầu hết mọi người đều cho Vinci là một kẻ lập dị bởi suy nghĩ quá khác biệt của ông. Không ai hiểu được giá trị và sử dụng những phát minh của Vinci, nên cuộc sống của ông cơ hàn và nghèo khó, đến nỗi ông phải làm các việc lặt vặt để kiếm sống, như chơi đàn lia hay đi vẽ dạo. Tuy các công trình vĩ đại nhất của ông vẫn còn dang dở, nhưng những gì ông đạt được trong suốt 67 năm đã đặt nền móng cho những thành tựu tinh hoa của nhân loại. Chúng ta nên biết ơn ông vì nhờ có những sự khởi đầu khác biệt đó mới có nền khoa học hiện đại như ngày nay. Bài học rút ra qua câu chuyện đó là không có một sự nỗ lực nào là hoài phí công sức, vì dù không sớm thì muộn cũng sẽ cho ra được kết quả tốt. Hãy tôn trọng suy nghĩ và ý tưởng của người khác, chấp nhận sự khác biệt từ người khác sẽ giúp nhìn ra sự hạn hẹp của bản thân mình. Nhìn sâu vào nhân quả, chúng ta có thể thấy nếu nỗ lực kiên trì đến cùng với mục tiêu của mình thì sẽ tạo ra thành quả vững chắc, bền bỉ trong tương lai. Nếu tôn trọng suy nghĩ và ý tưởng của người khác thì sẽ có nhiều cơ hội mới để phát triển và mở rộng tầm nhìn, trí tuệ sâu sắc hơn. Hãy cùng nhau đến với những câu hỏi tư duy. 1. Vì sao ông Leonardo da Vinci vẫn tiếp tục phát thảo những ý tưởng cho dù chẳng ai trân trọng chúng? 2. Theo bạn, một người có óc sáng tạo thì thường biểu hiện như thế nào? Ba, thế giới sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều chê cười những người có ý tưởng khác biệt? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.